Thưa quý vị, vừa ra tù về trộm cắp tài sản, nam thanh niên quê Quảng Ngãi túng quẫn tiền tiêu những ngày Tết nên lại liều lĩnh cướp giật túi sách của một cô gái khi đi chúc Tết để lấy 9 triệu đồng. Ngày 27 tháng 1, Công an phường Hòa An đã bàn giao nghi phạm Nguyễn Minh Vương, quê Quảng Ngãi, cho Công an quận Cẩm Lệ Đà Nẵng điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra ban đầu, trưa 26 tháng 1, chị NTTN, chú phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, cùng gia đình đến nhà người bạn trên đường Nguyễn Công Hoan thuộc phường Hòa An, quận Cẩm Lệ chúc Tết. Khi chị N vừa xuống xe, bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy áp sát, giật lấy túi sách rồi bỏ chạy. Sau khi định thần, chị N cùng gia đình hô hoán truy đuổi nhưng bất thành. Tiếp nhận vụ việc, Công an phường Hòa An khẩn trương vào cuộc và phát hiện bắt giữ Vương khi đối tượng này đang có ý định vứt lại giấy tờ cho bị hại. Tại cơ quan công an, Vương thừa nhận vì không có tiền tiêu xài nên khi thấy chị N sơ hở thì ra tay. Vật chứng thu giữ có hơn 9 triệu đồng tiền mặt, một chìa khóa xe ô tô, một điện thoại di động iPhone 14 cùng một số giấy tờ tùy thân. Vương từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, về địa phương chưa lâu thì tiếp tục tái phạm.